Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Vừa mới vào game làm phạt đó là hai mạng luôn. Nó bắn trụ, nó giết mình gọi là không thương tiếc. Omega nó có khả năng choáng trụ nữa ấy. Nó vào bắn trụ nó chơi mình luôn anh em ạ. Hơn nữa thì mình cũng lên hơi cao một xíu ấy. Nó khá là khốn. SP tem binh thì đáng đi, đó là phá bua của tem địch. Một mình lẻ lói và cái kết mất nửa máu trụ luôn. Ok, thì ở clip này mình sẽ chơi đó là Violet nha anh em. Ở trận đấu này thì mình sẽ mang đó là Violet đi lane. Thực tế thì Violet đi rừng sẽ tốt hơn, chứ đi lane thì phát huy sức mạnh khá là muộn. Violet phiên bản cập nhật đấy thì nói chung cũng được tăng sức mạnh ấy. Nhưng mà liệu nó sẽ như thế nào và nó sẽ ra sao và liệu trận đấu này có chơi được hay không? Ok, thì hiện tại thì đang có là tranh chấp con rồng. Nhưng mà tem mình thì quyết định là combat anh em ạ. Và này thì cấu rỉa thôi, lượng đám của mình giai đoạn đầu game thì cũng khá là hạn chế. Nên là cũng khá là khó. Kỹ năng người ta cũng cao nữa anh em ạ. Hơn nữa thì tem địch có Moren với Lết vẫn rất chỉ là mạnh và cá hí vẫn rất chỉ là mạnh nhá. Ui, pha này thì có giáo tránh. Nhặt P tem mình thì lên bảng điểm số rồi. Này thì trấu này, trấu thì đánh lấu cũng chết này. Ui, cho mình màng anh em. Này giờ toàn hỗ trợ à. Ui ui, thôi xong rồi. Riêu má, ui. Đám to thế. Thôi xong rồi anh em ạ. Lại lên bảng điểm số rồi. Diêu má xỉa đau thật sự ấy. Máy là phá đỏ cùng màng đổi màng thôi à. Dính ngay một bộ combo của Diêu má thôi. Thôi xong đấy, mình lên bảng điểm số luôn. Đám của Diêu má mùa này rất chỉ là mạnh nha anh em. Nói chung những trận đấu gọi là căng thẳng, những trận đấu thế này nó mới hay anh em ạ. Còn nhiều khi thì mình đăng clip rằng trận đấu rằng một chiêu luôn ấy, thẳng một chiêu, thì nhiều anh em cứ bảo là trận thế này thì cũng đáng. Nên là nhiều khi thì những trận đấu gọi là lật kèo nó mới hay, gọi là fit ở giai đoạn đầu game 6 gánh tím nó mới hấp dẫn. Chứ rằng mà những trận đấu mà rằng cứ thì trận một chiều thì có khi là anh em lại không thích xem, đúng không anh em? Ok, thì bây giờ mình cứ tiếp tục farm thôi, cũng như có thể đầy được cái trụ này hay không. Nhưng mà triệu vấn cũng như là cá hí của tem địch lại rồi. Pha này thì chắc có lẽ 36 kế chuồn là thường sạch thôi. Omega thì nó đang dí mình anh em ạ. Ui ui, cá hí sấy đau thế. Ui,
Thế Rio Ma chơi tốt nhờ. Anh em thấy gì không? Nó ở trong bụi cỏ lướt vào phát xỉa mình và chơi mình luôn, dính ngay bộ combo và tốc biến bỏ chạy. Kính quá anh em ạ, mình còn tốc biến nhưng mà không dùng được luôn ấy, bởi vì nó bị xỉa phát rồi thì thôi xong luôn. Đồng đội thì chửi mình ngáo, đúng là ngáo thật anh em ạ. Nhưng mà mình không tưởng tượng là nó vào nhanh và rút ra nhanh vậy ấy. Nhanh như một cơn gió. Căng căng anh em ơi, hiện tại thì hai bên thì số lượng bằng. Ôi. Thôi, pha này thì tốc biến bỏ chạy được này. Thôi lùi về thôi anh em ạ, à, không dám lên nữa ấy. Rio má nó xỉa cho phát nữa thì ngủm luôn ấy. Ghê thật, mịt tém mình cũng chỉ còn là một xíu máu nữa. Trận này mình phịt nhiều quá. Rio má nó xỉa đau quá anh em ạ, à, phù hiệu của nó thì phù hiệu má chủ nữa ấy. Nên là nó xỉa phạt nào thì gọi là thẩm phạt đó luôn. Thì bây giờ cố gắng đẩy thể lính lên cao một xíu, phá một xíu thôi, bởi vì lượng đồ của mình bây giờ thì khá là hạn chế. Thôi thôi, pha này thì chắc có lẽ là lùi thôi anh em ạ. Omega nó gì tiếp. Ôi thôi xong rồi, pha này thì mịt tém mình lên bảng điểm số rồi, mất cái màn chấm dứt dành cho anh chàng Vân Cá. Đẩy trù đi. Chưa có thể đẩy này. Ok, nói chung thì mình cũng fit, nhưng mà cố gắng tập trung phá một xíu thôi. Khi anh em lỡ mà chết nhiều thì anh em cũng cố gắng tập trung phá một xíu nhá. Thì khi đó anh em sẽ có đô thì có thể là chơi được. Ok, pha này ăn con chim. Ôi, lại dính Omega rồi. Omega bản này nó tăng sức mạnh kính của anh em ạ. Ôi, thôi xong rồi. Mình vẫn không ăn được màng luôn. Thế trận đấu này phịt nhiều quá anh em ạ. Ta đỏ cho mình màng của Moren thì đẹp rồi. Nắm màng hỗ trợ cho mình màng là ngon rồi. Omega bản này nó khỏe quá ấy. Nó mà đã dí rồi thì thôi xong luôn ấy. Vừa choáng này, vừa có thể là đẩy lui mình này. Chiêu hài mà tiếp cận được, đó là một mục tiêu ấy, thì nó lại làm choáng trong vòng 1 giây nữa. Nên là cực kỳ là lợi hại nhá. Bây giờ sẽ đứng xa Omega nhá, chứ để nó mà lao vào thì thôi xong luôn ấy. Chiêu một nó tăng tốc chạy cũng rất chỉ là nhanh nữa. Có thể những cú lồn của mình mà không có tốc biến thì rất chỉ là mạo hiểm. Ok, bây giờ sẽ tập trung phám thôi, không lên cao này anh em ạ. Chờ đó là SP tém mình lấy sai và bảo kê thôi. Chứ này giờ thì gọi là hơi chủ quan một xíu. Thứ nhất, đám của Rio Ma giai đoạn đầu game to. Thứ hai, đó là Omega nó gì thì mình không chơi được luôn ấy. Ok, pha này bắt được Rio Ma này. Bắt anh em ơi, 3 đánh 1 không có lệ. Luyện ngục đến từ Ma Lốc được sử dụng. Rio Ma lượt 2 lần quá bức tường vẫn có thể là chơi được. Uầy, Rio Ma nó đáng con, đó là cái bùa giới nữa anh em ạ. Nên là nó chạy được ấy, mình cũng không dám đuổi theo. Đuổi theo nó chết ngược ấy. Nó mà hôi un tí nó xỉa choáng một phát rồi chiêu cuối thì hồi phục máu nữa là mình chết ngược nó ấy. Mấy lần, hai lần chủ quan thì bị nó xỉa một con bó ngủm luôn rồi. Đây, Tiểu Vân, Tiểu Vân. Uầy, thôi thôi bạn ơi, mình đang còn tốc biến ấy. Uầy, pha này hay hay thế luôn ấy, gọi là hến chứ không phải hái nữa anh em ạ. Có đó máy là trù nó bắn tiêu vẫn đau ấy, chứ không thì mình cũng lên bảng điểm số mất rồi. Máy là vẫn đáng con rồi, là cái tốc biến nữa. Thế gắt thật sự anh em ạ. Nó toàn gì đó là xả thương chủ lực nó bắt á, mà mình bây giờ đâu phải là xả thương chủ lực. Nhưng mà tất nhiên rồi, trong một trận đấu thì người ta vẫn cứ đe xả thủ mà bắt thôi. Bởi vì đe tánh cờ thì bắt rất chứ lâu, còn đe mình bắt thì rất chứ là mau anh em ạ. Một con bò là lên bảng điểm số liền à.
Trận đấu rất chi là căng, hiện tại thì 17 và 17 thôi. Mình thì bây giờ nói chúng cũng ổn rồi. Có lương đám khá là tốt rồi, giai đoạn đầu game khá là yếu một xíu thôi. Giai đoạn này thì mình cũng được phám, cũng như là bây giờ có thêm búa sánh nữa. Ôi, Triều Vân này. Lại có thêm đó là màng của Triều Vân nữa, khá là thơm anh em ạ. Có thêm đó là cái phức hợp kiếm nữa rồi thì bắn sẽ thấm và thốn hơn nha. Ok, lùm lúa ngay đó là con búa sánh này. Gơ rạc mà kéo trúng phát là thơm này. Uầy, kéo trật mặt rồi. Thì khi mà ép được rừng tém địch thì cố gắng lùm lúa những gì có thể. Quái nhỏ, rồi con cóc, rồi con khỉ gì đó anh em ăn hết nhá. Rồi, uầy, rìu má nó lại xỉa mình kia. Này thì xỉa này, uầy. Xoáy đau thật đấy. Anh em thấy cá hí nó xoáy phạt mịt tém binh lên rìa luôn. Không đỡ hồ. Chắc gọi là nói SP chứ. Chứ nói mình đẩy đỡ hồ là thì chắc thôi xong luôn. Ôi ôi Triều Vân. Ôi Omega nó can kính thế. Này thì Omega. Này thì Omega này. 4 đánh 1 thì không chột cùng que này. Có ma lốc nữa thì có sát thương chuẩn nữa. Tuyệt vời anh em ạ. Hay hay pha này hay. Lên bảng điểm số. Ôi. Thế, Ryoma chơi hay quá anh em ạ. Ryoma tém bàn gánh rồi. Chơi hay thế. Ta đỏ tưởng là ăn được xà thủ của tém đích nữa thì con đỡ ấy. Ui, đầu hàng gì trời. Cắn anh em ạ. 21, 21. Trận này thì tém mình chơi ngộ không chơi được ấy. Còn trận đầu này thì Rio Ma nó chơi hay quá. Toàn bắt mình. Mà xỉa đám to quá anh em ạ. Giai đoạn này thì Rio Ma đang đó là rất chí là mạnh. Giai đoạn V6 thì mình không sợ Rio Ma cho lắm nhá. Còn giai đoạn này thì rất chí là sợ. Bởi vì nó sánh. Mà mình thì nói chung đồ chống chiều thì rất chí là hạn chế. Thì bây giờ sẽ phám một xíu nữa lấy cái lương đám để bù lại thôi. Lỡ nó mà xỉa trật phạt thì áo play được nó ấy. Nói chung những trận đấu căng căng thế. Nói chung lên cáo thủ anh em đi đớn. Nói chung cáo thủ tâm đó là 3-4 chục sáo trở lên ấy. Anh em đi đớn thì hầu như trận đấu nào cũng căng cả anh em ạ. Đi tém thì mình không nói nhá. Đi tém là một câu chuyện khác. Còn đi đớn là một câu chuyện khác ấy. Ok, uầy, pha này có rất hay đây. Kéo trúng Rio Ma rồi. Trả thù được rồi anh em ạ. Quấn tử gọi là trả thù 3 phút trước muộn. Này thì Omega trâu thì bắn lấu cũng chết này. Uầy, cá hi đầy đau thế. Cá hi nó tưới cho chiêu cuối phạt tém mình gọi là mất máu không phanh luôn. Uầy. Triều Vân này, pha này lại tốc biến né được. Đó là chiêu cuối đến từ Triều Vân và cái kết. Thì lên bảng điểm số. Uầy, cá hi sử dụng chiêu cuối đau thật anh em ạ. Pha này sẽ tập trung lấy trụ nhá. Uầy, bắn trụ này. Vẫn ăn được rồi bị tém mình luôn. Thôi chắc có lẽ là phá này rút lui thôi. Hiện tại thì hết thế lính rồi. Cá hi tùa tém địch thiên nó bỏ chiêu một phát là coi như đâm lính. Đó là toang luôn rồi. Bây giờ mình có sức bắn rồi nha anh em. Giai đoạn đầu game thì khá là fit, khá là yếu. Chứ giai đoạn này thì cũng ăn được đó là vài ba màng rồi. Hỗ trợ thì hơi nhiều anh em ạ. Trận đấu này hỗ trợ lên 10 màng luôn. Nói chung giai đoạn này thì mình bắn tốt rồi. Đối với ngọc vai ô thì mình sẽ lên như sau. Ngọc đỏ sẽ lên cho nó. Đó là 10 viên tỷ lệ chỉ mang. Ngọc tím 3 viên hút máu, 7 viên tóc đánh tóc chay. Và ngọc xanh đó là cống vật lý và xến giáp. Còn về phù hiệu thì anh em thấy mình sử dụng bộ phù hiệu má chủ nhé. Nổ đám bộ phù hiệu này thì gần như là mạnh nhất rồi. Ok, kéo đi Grab. Ui, kéo trật mất rồi. Bị dí rồi anh em ạ. Ui, cá hí nó xảy một phát chiêu cuối. Grab tém mình lên bảng điểm số luôn kia. Luyện ngục đến từ Ma Lốc được sử dụng. Pha này thì mình đang giữ sái để bắn một xíu nhá. Tránh trường hợp đó Rio Ma nó vô vào mình. Pha này thì mình vẫn đang được chơi. Này thì cũng ta má hút máu này. Một bắn này, bắn luôn đó là Rio Ma tem đích này. Một bắn nữa này. Lên bảng điểm số này, trả thu được rồi anh em ạ. Nhưng mà cá hiếu của tem đích thì chơi rất chết tốt, vẫn chạy được. Sau bao nhiêu lần đó là combat, tem binh đều giành chiến thắng. Nhưng mà cá hiếu thì vẫn chạy được anh em ạ. Bây giờ mình có giáp hồ mạnh rồi, pha này thì sẽ tập trung này, bắn trụ trước anh em ạ.
Ôi, lấy trụ mấy ông này. Ôi, ngộ không té mình lao vào luôn. Và cái kế thì lên bảng điểm số 2 người luôn. Pha này liệu có kết thúc được trận đấu hay không? Một bắn này, hai bắn này. Ôi, hết thế lính rồi anh em ạ. Hơn nữa thì Triệu Vân cũng như là Cá Hí nó ra rồi. Pha này thì ôi, ăn được Cá Hí mang chấm dứt rồi này. Pha này gặp thêm Triệu Vân được tốc biến, đó là né đám kèm theo đó thì lồn bên quá bờ tường. Thì khi đó thì Triệu Vân hết chiêu cuối rồi, cũng không làm được gì mình nữa. Và cái kết thì ăn được hai mạng, vậy là Cá Hí cũng như là Triệu Vân, vậy là quá thành công rồi anh em ạ. Đầu game thì có thể đó là fit một xíu thôi, còn giai đoạn này thì vài ô cực kỳ là khỏe rồi. Bây giờ thì mình thấy là nhận thấy cái đồ trấu bo của Omega, mình sẽ bán cho nó giáp hồ mình, lên cho nó cái kiếm Muramasa luôn anh em ạ. Bắn cho nó thấm, bắn cho nó thú này. Nói chung tâm này chỉ cần đó là mình được bắn thôi là tém địch nát đấy. Đám của vai ô giai đoạn late game thì không phải bàn cài nữa rồi. Nhưng mà quan trọng là có được bắn hay không, bởi vì hiện tại thì Rio Ma nó cũng yếu theo thời gian rồi anh em ạ. Anh em thấy đó là mình bắn cho Rio Ma chỉ cần hai phát thôi là Rio Ma ngủm thôi à. Nên là cũng cố gắng đó giữ vị trí được bắn nhá. Hy vọng là những cú kéo chuẩn xác đến từ Grack, bởi vì tém mình thì đang có lợi thế. Omega tém địch thì lao vào. Ui, kéo trật rồi, nó cứ lao vào anh em, mình phải đứng xa xa nhá. Bây giờ thì đang thấy sái của Rio Ma và Triệu Vân. Ok, huyền thoại dành cho mình rồi này. À, Triệu Vân làm gì đấy? Triệu Vân này lên bảng điểm số luôn này. Rồi Rio Ma này, Rio Ma thì đang bị con rồng tiến phong nhổ vào. Cá Hí thì sử dụng chiêu cuối. Bây giờ mình sẽ bán đó là cái dây dũ mục để lên cho nó dây kiến cương nhá. Rồi, uầy, Rio Ma lên bảng điểm số luôn rồi. Này thì giáp hồi sinh này. Này thì uầy, anh em thấy gì không? Moren chỉ một bắn thôi anh em ạ. Chỉ một lồn Moren lên bảng điểm số luôn. Và cái kết thì lật kèo pha này, bắt luôn đó là Cá Hí này. Này thì Cá Hí này, và quẹt sạch dành cho đó tém mình và trận đấu kết thúc. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi kênh máy của mình nhé. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh.